Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu đen có tên của huấn luyện viên Charles K. Mueller nhìn này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu vào làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có đựng các cái hạt khác nhau như thế này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ được các cái hạt nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau nhé. Về màu sắc thì mình sẽ có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh than. Tiếp theo là màu đen này, màu xanh lá, màu trắng, màu bạc, màu nâu, các cái màu vàng, màu vàng, cuối cùng là màu xanh lớp biển này nhé. Tiếp theo về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ này, hình tròn có hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ này, hình mặt cười. Tiếp theo mình có hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục, các cái hình tròn, hình lục giác, hình vuông nhỏ màu xanh nước biển. Cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Tiếp đến hộp thứ hai thì mình sẽ được các cái hạt nó có các cái chữ cái như này nhé. Ở đây mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ R, chữ E này. Hàng thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ B, chữ A này. Hàng tiếp theo thì mình có ba cái ô màu đen này, đựng các cái hạt hình vuông nhỏ có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số. Ô này mình đựng chữ N, chữ P này. Còn các cái hàng và các ô còn lại mình sẽ đựng các con số và rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nhé. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim này. Tiếp theo là cuộn dây chun màu trắng.
Rồi bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào cái kim này nhé. Rồi mình sẽ buộc nó chặt vào để nó không bị tuột ra nhé. Sau khi buộc xong, mình sẽ có cái sợi dây nó thừa ra như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt cho sợi dây này nó ngắn bớt đi nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30cm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái sợi dây thừa này ra nhé. Đo xong thì mình sẽ cắt nó ra nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quấn các cái sợi dây thừa này vào nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu đen có tên của huấn luyện viên Chao K Miller như này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Sau khi cắt xong, mình sẽ được một cái sợi dây dài khoảng chừng này nhé. Bây giờ mình sẽ đi sâu các cái hạt vào sợi dây chun này nhé. Mình sẽ sâu các cái hạt nó có các cái chữ cái như này vào trước nhé. Đầu tiên mình sẽ sâu chữ S nhé. Tiếp theo mình sẽ sâu chữ T này. Sau chữ V mình sẽ sâu chữ U vào nhé. Tiếp theo mình sẽ sâu hai chữ L cao liền nhau nhé. Mình sẽ sâu chữ thứ nhất này. Tiếp theo là chữ L thứ hai nhé.
theo mình sẽ sâu chữ Y ngắn. Cuối cùng là chữ bờ nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sâu một cái hạt có màu ở trong chiếc hộp này nhé. Rồi mình sẽ sâu cái hình tròn màu đen này nhé. Bây giờ mình sẽ đi sâu chữ vào tiếp nhé. Đầu tiên mình sẽ sâu chữ Y dài. Tiếp theo mình sẽ sâu chữ E. Sau chữ E là chữ C này. Tiếp đến chữ N thấp. Rồi đến chữ U. Tiếp theo là chữ A. Sau chữ A mình sẽ sâu chữ H này. Cuối cùng mình sẽ sâu chữ C nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sâu các cái hạt có màu rồi nhé. Mình sẽ sâu hình tròn màu đen này. Tiếp theo mình sẽ sâu hình ngôi sao. Rồi mình sẽ sâu tiếp hai cái hình mặt cười nhé. Rồi mình sẽ sâu tiếp các cái hình tròn nhỏ này nhé. Cuối cùng mình sẽ sâu cái hình tròn màu đen này nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần cái kim này ra nhé. Bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái sợi dây thường ra nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong được một chiếc vòng tay có màu đen như này. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye!